Đền thờ bà Chúa Đá Đen ở Ba Vì. Đền thờ bà Chúa Đá Đen nằm trên địa bàn xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Với khuôn viên rộng khoảng chừng 5.000 mét vuông, ngôi đền thờ bà Chúa Thượng Ngàn là nơi thờ tự lâu đời của nhân dân trong vùng và các du khách thập phương. Theo sự tích, đền bà Chúa Đá Đen là nơi thờ mẹ của Đức Thánh Tản Viên và bà Chúa Tiên. Vì vậy, đền còn có tên gọi là đền mẹ. Theo truyền thuyết kể rằng, ngày xưa Chúa sinh ra Đức Thánh Tản lúc sắp thác Chúa, có nắm tay Chúa Tiên và dặn rằng: "Xin Chúa Tiên hãy ở lại nuôi Đức Thánh Tản cho nên người." Sau đó, Chúa thác đi và thi hài người được mang về bên kia phía bắc sông Hồng. Hòn đá đen hiện nay nằm ở chân núi Ba Vì. Nơi đây chính là nơi Chúa đã rơi giọt nước mắt xuống trần gian. Theo sử chưa ghi lại, mẹ Đức Thánh Tản Viên tên thật là Đinh Thị Đen, hay còn gọi là Dinh Thị Duyên. Trước lúc thác, bà có nhờ người em họ của mình tên là Ma Thị nuôi Đức Thánh Tản. Có tài liệu cho rằng bà Ma Thị chính là mẹ của hai tướng Cao Sơn và Quý Minh. Theo lời kể của nhà bản đền, khi xưa đền chỉ có một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, lều tranh, vách đất. Trải qua bao năm tháng với nhiều biến cố của lịch sử, ngôi đền cũ đã không còn mà chỉ còn lại đất. Nhân dân đã xây dựng lại ngôi đền mới trên nền đất cũ từ ngày xưa. Nơi chính điện ngôi đền phía trước thờ Tam Tòa Thánh Mẫu và Đức Chúa Bà. Bên trong hậu cung xây dựng động tiên và thờ Tam Tòa Chúa Tiên. Hàng năm, đền Chúa Đá Đen có 4 ngày hội lớn. Ngày 8 tháng Giêng diễn ra lễ Thượng Nguyên, mùng 8 tháng 4 lễ vào hè, mùng 8 tháng 7 lễ ra hè và ngày 19 tháng 9 tiệc khánh đản Chúa Bà. Theo truyền thuyết kể lại là đền Đá Đen này là thờ bà hai bà mẹ hai bà mẹ đẻ ra ông Thánh Tản Viên Sơn là bà Đinh Thị Đen và bà Dưỡng Mẫu là bà Ma Thị Cao Sơn, là người đã hai bà mẹ, một bà mẹ nuôi và mẹ đẻ như vậy. Đền này đã được ban Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Hà Nội là cấp ngày 2015 vào di tích. Đấy, điều kiện Chúa Tiên Chúa Đen. Nghĩa là ví dụ muốn hầu đồng ở đây thì phải xin lên trên hòn đá đây, trên là phải xin phép, ví dụ là xin Chúa cho con xin hầu. Thì nếu mà xin đàn được thì sẽ hầu được, thì sẽ thoải mái, nhưng mà còn tự động bằng cái nơi hầu cả. Xong là như là nó bị có cái gì nó khác đi, cho nên là nó không đồng nhất với nhau. Nên là cũng rất là đi 4 điểm xin phép. Làm gì đây thì xin phép luôn đấy. Thank you.
chạy dưới màn kim ngân vàng má tỏ vàng lá số chỉ bóp lên dưới văn vơ anh lại phải quay về chúa trời đại diện cán bộ đại chủ lô gia chứng tâm trò cân cân thị hơn chuyên trò cấn ngày hôm nay được đảm bảo thiên hồ.